Chào mừng quý vị quay trở lại với phần cuối của bản tin công nghệ trên kênh FBNC. Thưa quý vị, Internet phát triển nhanh chóng, tỷ lệ người online đông đảo, mạng xã hội phát triển rầm rộ hay công nghệ tiếp thị tiên tiến đã và đang là những lý do không bao giờ cũ của những nhà làm quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam để dự báo về sự phát triển mạnh mẽ của ngành quảng cáo này. Thế nhưng, nhiều năm trôi qua thì phần quảng cáo trực tuyến vẫn chiếm con số khiêm tốn. Doanh nghiệp vẫn tiếc là nó chưa phát triển xứng tầm trong khi tiềm năng đang trải nhiều ra. Có nhiều yếu tố nền tảng khiến thị trường quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam luôn là mảnh đất hấp dẫn cho bất kỳ ai chưa từng trực tiếp tham gia vào. Theo thống kê của Trung tâm Internet Việt Nam VNNIC, số người sử dụng Internet tại Việt Nam đang tăng trưởng đều đặn và bền vững hơn trong các năm qua. Nếu như năm 2003 chỉ mới có gần 750.000 người sử dụng, thì đến năm 2012, con số này đã lên đến 31,3 triệu, chiếm 35,58% dân số. Không những thế, thời gian dùng Internet của người Việt cũng khá cao, trung bình khoảng 90 phút một ngày, theo ghi nhận của ComScore vào tháng 4 năm 2013. Một con số khác mới công bố cũng khá ấn tượng. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, tính đến tháng 6 năm 2013, cả nước có 1.110 trang thông tin điện tử và 382 mạng xã hội trực tuyến. Đây là những môi trường vốn đang được triển khai các hoạt động quảng cáo trực tuyến khá rầm rộ. Tuy nhiên, thị phần quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam hiện đang đạt được bao nhiêu? Thực tế vẫn chưa có một số liệu chính xác để hình dung trọn vẹn quy mô thị trường này. Hiệp hội quảng cáo Việt Nam từng nhận định, nếu như thị phần quảng cáo trực tuyến toàn cầu hiện vào khoảng 19-20% tổng thị phần các lĩnh vực quảng cáo. Một số liệu của Kantar Media cho biết, năm 2012, trong tổng doanh thu của thị trường quảng cáo Việt Nam đạt 20.400 tỷ đồng, thì quảng cáo truyền hình đã chiếm sấp xỉ 90%, tức chiếm 18.246 tỷ đồng. Phần còn lại chia cho các loại hình quảng cáo khác. Đơn vị này cũng cho rằng, doanh nghiệp hiện chỉ thường chi từ 3-5% tổng ngân sách quảng cáo cho các loại hình quảng cáo trực tuyến. Theo ước tính sơ bộ các công ty làm quảng cáo trực tuyến, thì thị phần ngành này tại Việt Nam chỉ mới vào khoảng 5%, chưa xứng với tiềm năng sẵn có. Tuy nhiên, hầu hết công ty vẫn lạc quan cho rằng đây là thời điểm thích hợp cho quảng cáo trực tuyến phát triển mạnh. Theo bà Natalie Lockwood, giám đốc điều hành S-Asia tại Việt Nam, lý do là thương mại điện tử Việt Nam đang phát triển mạnh. Quy luật chung trên thế giới thì điều này cũng đồng nghĩa với quảng cáo trực tuyến sẽ phát triển mạnh. Có một điều khác biệt là quảng cáo trực tuyến và thương mại điện tử tại Việt Nam đang phát triển không tương đương nhau. Trên thế giới, sự phát triển của thương mại điện tử luôn kéo theo các quảng cáo trực tuyến. Hiện ở Việt Nam, thương mại điện tử đang tăng trưởng nhanh và tôi vẫn tin rằng quảng cáo trực tuyến cũng sẽ sớm phát triển nhanh và bắt kịp tốc độ với các thị trường khác. Ngân sách cho quảng cáo trực tuyến sẽ tăng khiến mọi người thay đổi suy nghĩ về quảng cáo truyền thống. Lúc này chính là thời điểm thích hợp để quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam phát triển. Còn theo lý giải của ông Võ Duy Nghĩa, tổng giám đốc công ty truyền thông Mekong thời gian qua, quảng cáo trực tuyến chưa phát triển hết tiềm năng là do hạn chế về công nghệ. Việc đo lường hiệu quả và lượt view, lượt click chỉ mới mang tính bề nổi, chưa thuyết phục được doanh nghiệp. Tuy nhiên, ngành quảng cáo trực tuyến trong nước đang cập nhật những công nghệ mới, giúp đo lường sâu hơn, tương tác hiệu quả hơn, nên triển vọng cho ngành này đang rất rõ. Theo dự đoán của ông Nghĩa, thì phần quảng cáo trực tuyến sẽ sớm cải thiện lên mức 10-15% chỉ trong vòng vài năm nữa. Chắc chắn cái thị trường này nó sẽ còn phát triển rất là xa. Cái cơ hội vẫn rất là còn. Càng ngày sẽ marketer sẽ sử dụng ngân sách nhiều cho tiếp thị trực tuyến nhiều hơn. Do vậy là cụ thể hơn là theo tôi khoảng tầm 1-2 năm tới thì cái thị trường mình sẽ tăng từ 5% lên 10% mà thậm chí là 15%. Trong một dự đoán có phần cẩn trọng hơn, ông Trần Hoàng, Chủ tịch Hội Marketing Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng vẫn còn nhiều biến động khó lường cho ngành quảng cáo trực tuyến. Tuy nhiên, với những điều kiện cần về tiềm năng vốn đã xuất hiện bấy lâu nay thì việc đổi mới công nghệ chính là các bước ưu tiên hơn hết để hoàn chỉnh điều kiện đủ. Nói về tương lai của cái kỷ nguyên số này thì rất nhiều những cái biến số mà chúng ta không biết được, cho nên là cái cách duy nhất theo chúng tôi nghĩ là vấn đề phải làm sao đó các doanh nghiệp chúng ta phải theo kịp những cái xu hướng phát triển về mặt công nghệ. Công nghệ cũng đang mở ra cơ hội mới cho các quảng cáo trực tuyến. Sự bùng nổ của smartphone đang khiến sức hút từ quảng cáo trực tuyến trên thiết bị di động ngày một nóng. eMarketer ước tính tổng doanh thu quảng cáo di động trên toàn cầu năm 2013 sẽ đạt 15,82 tỷ đô la Mỹ, gần gấp đôi so với năm 2012, gồm các dạng quảng cáo như banner, video hoặc các dạng nội dung đa phương tiện khác, không gồm quảng cáo qua tin nhắn SMS, MMS và P2P. Các chuyên gia nhận định, ngoài cải thiện năng lực công nghệ, doanh nghiệp truyền thông trong nước nên nhanh chóng sớm mở rộng sang lĩnh vực quảng cáo trực tuyến trên di động để phát triển doanh thu trước khi các cơ hội này rơi hoàn toàn vào doanh nghiệp nước ngoài. Trong khi đó, bối cảnh kinh tế toàn cầu và Việt Nam cũng đòi hỏi các doanh nghiệp quảng cáo nói chung và quảng cáo trực tuyến nói riêng tiến hành tái cấu trúc lại chính mình để tồn tại. Đây cũng chính là chủ đề mà Đại hội Quảng cáo Châu Á lần thứ 28 diễn ra vào tháng 11 tới tại Hà Nội sẽ tiến hành bàn luận. Các cái tổ chức trong ngành đã cảm nhận được những cái thách thức quá rủi ro để mà có thể tồn tại và phát triển. Và nghiên cứu cho thấy là kể cả những cái tập đoàn quảng cáo rất nổi tiếng trên thế giới trong giai đoạn này cũng hết sức khó khăn ở thị trường Việt Nam.
Và cái yêu cầu về tái cấu trúc thật ra là một chiến lược mà họ đã chuẩn bị cách đây từ nhiều năm, và những cái tổ chức nào mà triển khai trước có chiến lược đầu tư tốt thì lại nắm được cơ hội trong cái giai đoạn phát triển hiện nay. Theo số liệu dự báo của Magna Global, tăng trưởng doanh thu toàn cầu của ngành quảng cáo chỉ vào khoảng 3,1% với 495 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, doanh thu quảng cáo trên báo in giảm 3,4%, truyền hình tăng 2,3%, radio tăng 1,5%, quảng cáo ngoài trời tăng 3,4% và quảng cáo trực tuyến có mức tăng cao với 13,5%. Thưa quý vị, cuối tháng 6 đầu tháng 7, nhà mạng SK Telecom, một trong những nhà mạng lớn nhất của Hàn Quốc, đã ra mắt đường truyền LTE Advanced có khả năng download 800 megabit trong vòng hơn 40 giây. Samsung đã ra mắt Galaxy S4 hỗ trợ đường truyền siêu tốc độ này. Và theo thông tin từ một số trang công nghệ, thì nhiều khả năng Apple cũng sẽ theo bước và iPhone 5S sắp tới sẽ có LTE Advanced. Tuần qua, giới công nghệ xôn xao khi SK Telecom, nhà mạng lớn nhất của Hàn Quốc, ra mắt một đường truyền Internet không dây mới có tên LTE Advanced. Đây là bản nâng cấp của đường truyền 4G LTE, và theo lời SK Telecom thì nó có tốc độ truyền dữ liệu nhanh nhất thế giới hiện tại. SK Telecom cho biết mạng LTEA download dữ liệu nhanh gấp đôi mạng 4G bình thường và nhanh gấp 10 lần mạng 3G. Nó có thể truyền tải 150 megabit dữ liệu trong vòng 1 giây, và nếu cần download một bộ phim nặng 800 megabit, chỉ mất 43 giây. Nếu sử dụng mạng LTE bình thường, sẽ mất 80 giây, và sẽ còn lâu hơn nếu xài mạng 3G. Ngoài ra, mạng LTEA sẽ hỗ trợ người dùng Internet xem trực tiếp các chương trình trên truyền hình qua Internet với tốc độ đường truyền nhanh hơn, chất lượng hình ảnh Full HD 1080. Tương tự, nếu sử dụng các dịch vụ chat video, người dùng cũng sẽ hài lòng khi thấy video không bị đứng, giọng nói và hình ảnh rõ ràng hơn. SK Telecom thử nghiệm mạng LTEA đầu tiên tại Seoul và một số vùng ngoại ô. Người dùng Internet ở Hàn Quốc đã có dịp trải nghiệm rất nhiều thế hệ mạng Wi-Fi khác nhau, và mỗi lần, tốc độ đường truyền lại càng mạnh hơn. Hầu hết những ai sử dụng smartphone ở Hàn Quốc đều đang sử dụng mạng LTE. Và theo dự đoán của giới chuyên gia, thì đến cuối năm 2013, mạng LTE sẽ phổ biến ở 87 quốc gia. Tuy nhiên, trong 87 nước đó sẽ không có nước Anh, bởi tại đây người dân Anh đã quen với mạng 4G có tên EE, viết tắt của Everything Everywhere. Mạng này cũng có đường truyền tốc độ gần 80 megabit một giây, nghĩa là tương đương với mạng LTE thường. Song khó có thể nói trước mọi chuyện, nhiều khả năng thay đổi khi LTE Advanced nâng cấp lên nữa, bởi hiện tại LTEA chỉ có tốc độ download nổi bật, còn tốc độ upload vẫn chỉ dừng lại ở mức 37,5 megabit một giây, ngang bằng với mạng LTE. Nhưng đó chỉ là chuyện sau này khi LTEA nâng cấp, còn hiện tại SK Telecom cần mở rộng mạng LTEA mới ra thị trường. Để khởi động, SK Telecom đã bắt tay với một đại gia công nghệ Hàn Quốc là Samsung để cho ra mắt Galaxy S4 hỗ trợ mạng LTEA. Về bản chất, chiếc Galaxy S4 LTEA vẫn có những đặc trưng của một chiếc Galaxy S4 bình thường, như màn hình 5 inch, độ phân giải Full HD 1080, bộ nhớ trong 32GB. Tuy nhiên, về cấu hình, Galaxy S4 LTEA sử dụng bộ xử lý Snapdragon 800 có tốc độ 2,3 GHz. Thêm nữa, dù thiết kế giống Galaxy S4 thường, nhưng phiên bản hỗ trợ LTEA có thêm anten dài để bắt sóng truyền hình DVB của Hàn Quốc. Nhưng phiên bản quốc tế của Galaxy S4 LTEA thì không có đặc điểm này. Sau Samsung, SK Telecom sẽ tiếp tục hợp tác với những hãng điện thoại khác để mở rộng thị trường của mạng LTE Advanced. Theo thông tin cập nhật từ tờ Korean Time của Hàn Quốc, một nguồn tin giấu tên từ nhà mạng SK Telecom cho biết có thể hãng điện thoại tiếp theo có mạng LTEA là Apple với chiếc iPhone 5S. Nguồn tin này cho biết Apple và LTE Telecom đang đàm phán và họ tự tin thương vụ này sẽ thành công, bởi không có lý do gì Apple từ chối LTEA, nhất là khi đối thủ lớn nhất của họ là Samsung đã áp dụng công nghệ mới này. Nếu Apple áp dụng mạng LTEA, thì phía SK Telecom cho rằng nên kết hợp công nghệ vi xử lý của hãng Qualcomm, song rất có thể Apple vẫn trung thành với công nghệ chipset truyền thống của mình, dù những chipset này có áp dụng một trong các modem của Qualcomm. Như vậy, rất có thể trong vài tháng tới, các khách hàng ở Hàn Quốc sẽ sở hữu những mẫu iPhone 5 mới hỗ trợ tốc độ kết nối Internet cực cao. Ngoài Samsung đã ra mắt Galaxy S4 LTEA, còn Apple thì đang trong giai đoạn có thông tin nhưng chưa chắc chắn. Chưa thấy thêm một hãng điện thoại nào lên tiếng về chuyện áp dụng mạng LTEA. Song nếu LTEA được phổ biến, người dùng Internet chắc chắn sẽ rất hài lòng với tốc độ siêu tốc, truyền đến hàng trăm megabit chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi.
Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin công nghệ trên kênh FBNC. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.